Tứ ca trong buổi live ngày hôm nay, các anh chị mình cùng chia sẻ mạnh mẽ cho bốn cô gái này nhá. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đôi mai vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước ấm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Muôn người với bao điều mong ước, trong hương xuân ta bấy chào. Kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Có thấy cái điện thoại xem like đâu không ạ? Chia sẻ nhiệt tình cho ba chị em trong buổi live trực tiếp ngày hôm nay ạ. Bốn chứ nhầm. Không, lần đầu tiên live bốn cái bị rối đội hình xíu. Dạ, một ca khúc nhạc xuân nữa khuấy động chương trình đầu live chúng ta ngày hôm nay nha cả nhà. Hôm nay là Sa Băng với nhiệm vụ là DJ nha. Các chị mình cứ thả hồ bay nha. Em sẽ đến nhà cho các chị cùng bay nè. Tao nghe cái phong nghe. Alo chị Tú á. Em trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em đợi anh như đã hẹn. Nghe trong đêm mưa mùa xuân lặng lẽ xa, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim dần hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm
lá hoa mùa xuân tươi. Kia anh tới. Giấc mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Vì em đợi em đợi anh như đã hẹn. Em muốn hát bài này luôn. Lặng lẽ trôi. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé mở? Phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh chung em trong đêm bên thềm nhà? Và chúng ta lại đón giao thừa phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe mùa xuân về để biết ta còn mãi trong đời phút giây chờ mãi tuyệt vời chưa chăng niềm tin yêu. Chị Trang Nguyên nhá. Trang Nguyễn chứ. Các chị thấy hôm nay em làm DJ được không? Mặt đi lắm. À, các anh ơi, chị ơi cùng chia sẻ mạnh mẽ lên nhé các chị nhá. Rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Mà em đợi anh đợi anh như đã hẹn. Ngay trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở? Phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà? Chim dần hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với anh chỉ thấy xanh ngời, lá hoa mùa xuân tươi. Kia ơi tới. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em đợi anh như đã hẹn. Ngay trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé mở? Phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà? À, chúng ta lại đón giao thừa phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe mùa xuân về. Loạn lắm á. Anh tới mùa xuân về. Chị áo vàng lạ thế hả? À, chị áo vàng tên là Vân Anh. À, mới vào tới chơi nha các anh chị nha. Chia sẻ nhiệt tình cho bốn chị em ngày hôm nay rực rỡ hết mình được không ạ? À? Quý cô chú anh chị ơi. Dạ 7 tuổi ạ. 7 tuổi cho lên ạ. À Rum đang hát ở đây luôn hả? Dạ một ca khúc remix tiếp theo, một được mang tên Người Hãy Quên Em Đi. Chị áo vàng xinh quá. Chẳng còn hơi ấm trên đầu môi.
người yêu ơi, giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi. Và đừng yêu em nữa nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như làn gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Út đẹp nè, bao giờ mọi người giống con lăng quăng ghê á. Mọi người ha, để út đẹp nè như con lăng quăng vậy á. Anh em đứng á, đứng á. Yo. Từng lời hương hình thể có nhau muôn đời. Ngày xưa sánh đôi phố tư giữa đời, chân hề nghĩ ngợi, chỉ cần hai chúng ta mà thôi. Để giờ đây lòng đớn đau khi ai đổi thay, lời hứa xưa kia tan theo khói mây. Mình em trốn đây một mình ôm bao đắng cay. Hãy quên em đi và đừng yêu em nữa nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chia nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như làn gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi, hãy quên em đi. Và đừng yêu em nữa nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi, 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 đi. Hey! Ăn su hào rồi đem đi xào. Ăn su hào nói tiếng Ba Tàu hả? Yeah, cảm ơn tất cả quý vị. Bùm bùm. Cảm ơn tất cả mọi người đang xem dõi live của bốn chị em. Rất là mong mọi người thả nhiều tim và chia sẻ nhiều cho bốn chị em để có động lực hát được nhiều hơn bài nhiều hơn nữa được không ạ? Chia sẻ đi ạ. Hôm nay mấy chị em sẽ hát hát full luôn nha các anh chị, vui vẻ hát phục vụ cho tất cả quý vị mình. Đó. Cho nên là cái gì mình yêu cầu bài hát chuyện tình hơn nữa đi ạ. Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào. Người lại yêu thương quan tâm hơn ta muốn đế vương sao. Dần lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn. Khi nước chưa tàn. Mà tình chưa yên nên vương trên mi giật buồn chưa tràn. Đành lòng buồn tay cho em ra đi với mỗi tình vàng. Một bậc quân vương uy nghi ngoài phong. Quân vương mang trong con tim hình hai đất nước, ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang trêu người thân ta khi bông hoa ấy, chót mang con tim trao cho một nam nhân thường.
dẫn lòng ta ban cho bông hoa thơm hôi về cung cấm, khiến anh luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Đâu thân anh nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương anh ôm thương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lệ nào, người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao. Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tan, mà tình chưa yên nên buông trên mi giọt buồn chưa tràn. Đành lòng buông tay cho anh ra đi với mỗi tình vàng, một bậc quân vương uy nghiêm oai phong như tiếng ngắt ta. Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn, nào ngờ một hôm ngỡ du nhân gian chân một ánh mắt, khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang chờ người thân ta khi bông hoa ấy, cho ta mang con tim cho một nam nhân thường. Trời lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thương anh nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương anh ngóng thương tư nặng lòng biết bao. Một người nữ nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người lại yêu thương quan tâm hơn ta một nữ vương sao. Giọt lệ nữ vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa tràn. Đành lòng buông tay cho anh ra đi với mối tình vàng, một bậc nữ vương uy nghiêm oai phong những tiếng đất ta. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em mong tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người là yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao. Dần lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, mà tình chưa yên nên vương trên mi giật buồn chưa tràn. Đành lòng buông tay cho em ra đi với mỗi tình vàng, một bậc quân vương người nhìn ngoài phong những tim đất ta. Tất cả quý vị cô chú đông quá cho nên là mấy chị em không có chào từng tên được, mong các chị thông cảm nha. Ok Cubo nè, cảm ơn Cubo. Mình cao hơn Yến à? À, đã thấy số điện thoại của mình ạ. Các chị nào cần tư vấn mua hàng hoặc là muốn mua bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào thì cả nhà mình cứ để số điện thoại trực tiếp lại cho em nha. Chị Vân Anh muốn hát bài nào ạ? Mọi người hát bài gì đi cho mọi người. Bài hát miệng cái gì? Miệng đời hả? Miệng đời buồn lắm. Chị băng kiềm chế Yến lại, ok. Chị hát được bài nào? Em đi ra đây. Em đi ra đây. Biển cạn đi nhở? Biển cạn. Em say. Em say rồi hả? Remix nha. Mọi người kêu em nhoi quá, em đi ra đây. Nhạc này nghe lạ lạ. Chưa xuống, xuống chưa? Xuống lại chưa? Em say rồi. Một ca khúc remix, 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 remix. Vì sao em mới nói nhớ anh nhớ đến điên dại. Ta bảo say sẽ quên mà sao em nhớ thế. Chị Tân Cưng bé 11 tuổi Yến ơi. Dạ cảm ơn chị để số giúp em á. Chị một Tân Cưng nhé, số điện thoại giùm em đi ạ. Chào Nguyễn Nguyễn ạ. À.
Anh có thể đến đây không? No, no. Có thể để em ôm lấy anh không? Đừng trách móc sao em quá phiền, cũng đừng hỏi em điên hay sao. Dù đã chia tay cũng chẳng vô tâm đến vậy. Em say một hai ba bốn năm ly, chắc đang bằng nước mắt ở trên mi. Dù ai hỏi em đang buồn gì, em cũng nói em đâu có gì. Cảm giác chia ly chẳng ai thấu hiểu. Em say rồi, hãy ôm em chặt đi anh ơi. Em say rồi, vì say mới nỗi nhớ anh nhớ đến điên dại. Có lẽ là vì say mới muốn bên anh thôi. Có lẽ là vì say mới nói con yêu anh. Người ta bảo say sẽ quên mà sao vẫn nhớ thế. Từ mèo sang mèo dạy đôi luôn à. Anh ơi, liệu mình có thể quay lại? Chẳng phải còn yêu nhau đến như vậy. Bạn em mắng sao em khờ dại, tim đã vỡ như hoa phai tàn. Gì mẹ? Kẻ ngốc như em vì yêu nên trắng màng. Hãy đưa em về đi anh ơi, em say rồi. Hãy ôm em chặt đi anh ơi, em say rồi. Vì say mới nỗi nhớ anh nhớ đến điên dại. Có lẽ là vì say mới muốn bên anh thôi. Có lẽ là vì say bao say sẽ quên mà sao em nhớ thế. Chắc anh chưa từng điên khi yêu thương một người, chắc anh chưa từng say khi quên đi một người. Mình cười mà những nỗi đau lạnh bước trong đầu. Chẳng phải là vì say mới muốn bên anh đâu, chẳng phải là vì say mới nói con yêu anh. Thật ra em chị Thúy Hằng, em đã thấy số điện thoại của chị nha. Thật ra em đâu có say, em đâu có say. Cảm ơn Trần Diệp, cảm ơn Thái Sơn, cảm ơn Mỹ Lộc ạ. Thuyền không bên, thuyền không bến ạ. À, em là con thuyền cô đơn á hả? Yến của tôi sao đứng vậy hả? Cho ghế ngồi không chịu, dành đứng vậy đó. Yến hôm nay mỏi chân. Mấy anh chị mà đừng lo cho bà, có ghế ngồi nhường chỗ không chịu ngồi, cứ dành đứng ngoài đó, ráng chịu nha mọi người nha. Cho bánh hành lăng quăng bỏ quẩy đi. Chị hát bài múa đó. Cái hạt bài chí. Ủa thì cô đơn hát chưa? Chưa, chị hát được hả? Chị hát được bài này không chị Văn Anh? Cứ hát mở đi. Chơi hả? Chơi luôn. Nhất luôn. Sông thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đổ nghỉ ngơi. Em là con thuyền
cô đơn Remix. Đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biên trời, muôn ngang sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phận cho ai? Đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ơi, nhận theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi? Thanh xuân em còn nửa đâu anh, mất nửa đời em đợi chờ duyên. Mù trong gai em hiện tại chẳng thuộc về ai. Xuân đầu like rồi. Anh chị muốn nhạc Xuân tụi em chút xíu nó phục vụ thêm nha. Vô chị. Đêm giờ như thuyền không bên bên bên, tình cứ mãi lênh đênh giữa biên trời, muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân niên bây giờ gửi Phật cho linh, đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Nhìn không bên thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ơi, nhắm theo sông thuyền ở ngoài khơi. Đến nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi? Anh xuân linh còn nửa đâu linh, mất nửa đời tôi đợi chờ. Mịt mù trong gai linh hiện tại chỉ thuộc về tôi. Thuyền không bên thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy, nhắm theo sông thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi? Mất nửa đời em đợi chờ duyên, tương lai mịt mù trong gai em hiện tại chẳng thuộc về ai. Thuyền không bến, thuyền mãi mãi lênh đênh. Chào chị Hai Cẩm Thu. Nhộm tóc rồi nhưng chưa nhộm vậy. Cảm ơn tất cả quý vị. Các anh chị mình yêu cầu những cái bài hát nhiệt tình hơn nữa nha. Nếu như anh chị nào mà cần tư vấn về sản phẩm nhà em, hoặc là chúng ta muốn mua bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào, thì cả nhà mình cứ để số điện thoại lại giùm cho em để chuyên viên và nhân viên tư vấn bên em. Có ai muốn thấy chậu Linh không ạ? Chị Băng à? Không ạ, mình không dám cho lấn cho đi. Chị Băng ngồi đây đi ạ. Chị Băng, em đi đâu? Không, em đổi chỗ để hai chị đứng vậy sao được? Không, chị Vân Anh, chị cứ ngồi đi, chị cứ ngồi đi. Yến hay là chị Băng vô ạ? Chị Băng vào đi. Vào đi nhỏ con lắm. Yến Yumi này, Yến Yumi nên vào nha. Đừng có né. Chạy đằng trời Yến hả? Đứng sau quẩy nhiệt tình. Không, có Linh nó chỉ quẩy hơn. Đâu, tại bả nhỏ xíu quá, đứng đằng sau không thấy bả đâu hết trơn á. Sát vô. Chẳng biết cho người ta đi à. Cảm ơn cô nha.
Vâng ạ, em là được sao thì... À, cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng yêu thương và chia sẻ cho mấy chị em trong buổi live ngày hôm nay nè. Lâu lâu mới có chương trình mà có bốn chị em ngồi đây live cho các anh chị nghe. À, cho nên là rất là mong được nhận sự yêu thương và tình cảm của các anh chị. À, chia sẻ thật nhiều cho tụi em, để lại comment cho tụi em thấy nha. À, nhắc tên bốn thành viên trong nhóm được không ạ? Cũng để lại comment nhắc tên bốn thành viên trong nhóm của mình được không ạ? Các anh chị ơi, để xem các anh chị biết tên của ai nè. Giọng của em Yến đẹp trong veo như cái khuôn mặt của em vậy đó. Cảm ơn Lê Hải Âu ạ, cảm ơn anh chị. Bài gì đây? Rồi cứ bấm đi ạ. Cứ ôm người ta. Không bằng không? Không bằng cái đi. Bài gì? Không bằng cái đi. Cho mà Vân Anh bạn bơi theo. Ừ. Nhảy, không hát ực nữa mà mình múa. Nhảy nhá, đi dây thôi. Em cảm ơn chị Mộc Lan. Mình đi đâu đấy ạ? À? Tận hưởng à? Thôi ạ, à, chị ạ, à, chị cứ nói cho chị đi. Cái có khán giả vừa yêu cầu bài mang tiền về cho mẹ rap. Mang chịu. Tiền về cho mẹ. Đừng mang ưu phiền gì cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang nợ gì cho mẹ. Chị mới tên là Vân Anh ạ. À. Vân Anh. Dạ. Chào tất cả mọi người, mình tên là Vân Anh nhá. Nguyễn Vân Anh ạ. À. Nói với em một lời trước khi xa rời, để em thôi muộn phiền những đêm chơi vơi. Đớn đau mong một đời có ai thấu hiểu, chỉ mong khi gặp lại đã quên được người. Nếu biết rằng chúng ta hôm nay xa rời, chắc em sẽ chẳng vấn vương tìm anh đi làm chi. Nói với lòng chúng ta hôm nay vốn dĩ chẳng ngược ý, nên thôi cứ thế ta biệt ly. Rằng còn ký ức khi ta bên nhau chẳng thể cố xóa đi. Ai yêu anh bằng bằng, vậy mà anh đã buông tay trong khi em vẫn còn yêu anh. Sao anh quá nhẫn tâm trước khi xa rời, để em thôi muộn phiền những đêm chơi vơi. Đớn đau mang một đời có ai thấu hiểu. Đang đầu họng mà cũng phát không cao hả? Nói với anh lời xin lỗi em sai rồi, chẳng sâu đâu một mình cũng sẽ quên thôi. Bước quay đi lặng lẽ khóc than giữa trời, dã như biết ngày nào đã không gặp nhau. Nói với em một lời. Chào cô Mộc Lan. Fan ở dưới cũng quẩy luôn, Ozia say luôn. Các chị hôm nay nhiệt tình quá, máu lửa với bốn chị em rồi đó. Quá máu luôn. Chị Vân Anh muốn hát bài gì không? Ưu tiên cho chị Vân Anh chọn bài luôn. Đúng rồi, chị hát. Cứ chọn đi cho chị. Ok. Dạ. Kể đi. Không, chị đi quán chị chỉnh đi. Cái gì? Cái logo hơi lệch. Để này lên nhìn nó thoáng hơn. Nó đứng lồng bụng ha. Dạ, cảm ơn kính chị. Tiếp tục bài gì đây ta? Một bài nhạc xuân đi hả? Xuân. Cái gì nó không cần phải cân lắm đâu chị Băng. Một bài nhạc xuân remix đi. Hôm nay các anh chị Đế Vương hả? Đế Vương nãy tụi em hát rồi anh chị. Mọi người đấy, thấy giờ thì đề nghị các khúc Đế Vương rất là nhiều. Đế Vương hát rồi. Một bài nhạc xuân xuân. Bài này hát xuân đến Trường. Bên em. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp trên tay sao vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong đón xuân xa. Gió ngào mừng đón xuân xa, trong gió ngào mừng đón xuân xa. Sang sang sang, xuân đã về đã anh chị lì xì cho tôi những lượt chia sẻ được không các chị ơi? Và đừng quên là thả tim nhiệt tình hơn nữa. Đến sau quay đá hả? Dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Mấy đứa nào cũng đẹp chứ. Trời này căng đều nè. Ừ, em thích gì nè. Em thích như vậy nha. Thấy ai cũng xinh hết nha mọi người. Ừ, đúng rồi. Yến đẹp.
lúc nào cũng vui te. Một hộp thuốc ngủ được, ở bên em không có bán bất kỳ dòng thuốc nào hết trơn á. Bên em có bán thảo mộc tăng cân thôi. Và thảo mộc tăng cân thì nó sẽ hỗ trợ cho mình ngủ ngon đó. À, nếu như có nhu cầu thì mình cứ để số ha, để bên em có thể gọi để mà tư vấn nhiệt tình hơn nữa. À, nếu như mà các anh chị mình cần tư vấn. Ngày Tết Việt Nam kìa. Việt Nam anh biết không? Không, sao biết được. Như hôm một số khác chứ vậy? Dạ chưa. Sao vậy không? Không biết chị không? Biết, biết. Cho chị băng hát. Chưa? Dạ. Con bướm xuân. À, sếp Ren yêu cầu con bướm xuân. Rồi nó chưa có biết nhạc á. Bốn con bướm xinh nè mọi người. Con bướm bướm xuân. À, để cho anh khóc dạ chút xíu khó luôn. Mẹ ơi đừng đứng đừng đừng có đứng hình nữa. Cảm ơn Diễm Châu nha. Vời trong bức tranh sân nhạc tình cha cha cha. Em ước mơ không. Tôi xuân má thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Mây trắng bay xa mờ thì vời trong bức tranh sân nhạc tình cha cha cha.
ngắn nè. Bài này nó nhanh với là không thuộc lời đúng không ạ? Hát tự chế lời luôn. Lâu quá không hát bị quên á, các chị thông cảm cho tụi em nha. Đột xuất hát cái tụi em không có biết, không quên lâu quá không nhớ. Lưu lại đi, lưu lại, tâm gì lưu lại đi. Cười muốn xỉu. Đâu có. Dạ đúng rồi, cuối năm rồi, các anh chị chia sẻ mạnh mẽ đi cho Yến có tiền mua cái áo lành lại. Rách bị rách cái eo rồi. Chị nói em bị áo rách. Stylist của ta kêu áo rách. Chị Vân Anh nói gì, chị Vân Anh nói gì? Đây có một fan thì đề nghị bài để cho em khóc. Để mình cho hát bài để remix đi. Ok. Để cho em khóc. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà mấy chị em like, cho nên là kết thúc năm cũ, chia tay bữa cuối cùng kết thúc năm cũ, cho nên là bốn chị em quẩy với các anh chị của mình, mong là các anh chị mình chia sẻ nhiệt tình cho mọi người ơi. Ôm chặt anh lúc này, lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay. Để cho Vân khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Bye bye em. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói không thể nào đi chung đôi. Mèo 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 mèo. Vậy là linh sai. Quá sai. Sai từ ngay lúc đầu, vì yêu băng quá đậm sâu, để giờ đây nặng màn u sâu. Có bao giờ anh nghĩ về Vân, về những đất cây vẫn đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đó đi tìm, như em từng mơ em từng khóc vì anh. Vỡ rơi lòng tỏa xa mạnh mẽ, mà sao trái tim em đã thế này. Một lần sau cuối em sẽ tôi khóc. Đảo nè, chị Băng ba đẩy ba kéo em, ba làm em là hơn là cái con lật đật nữa, em cắm đầu xuống ghế luôn quá. Vậy đó, em hiểu cảm giác gì nãy giờ chưa? Chị mấy ghế đứng lên lên, ai nhìn đứng lên cái ghế, ta bụng lệ cái ghế. Kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cùng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm, như em từng mơ em từng khóc vì anh. Có rơi lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đã thế này. Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc. Về những đắng cay em đang gánh chịu, từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có rơi lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đau thế này. Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh. Một lần sau cuối bốn chị em thôi khóc vì anh.
tiền đỉnh hả? Em đồ nón đỏ nổi ha, vậy tại em sợ chìm á. Bả bây giờ dễ gì bả chìm được không các anh chị? Bài gì đây các anh chị ơi? À, nãy có thầy yêu cầu một bài gì quên đất thiên hạ hậu tình nhân biết không? Chị Vân Anh biết không? Em biết không? Yêu là gì mà làm người người điên điên say say đến thế? Rồi bài cao ấy chứ, bài phải cao đấy. Trừ một cái nha. Đây em hát không nổi. Trừ ấy. Bà Ba mới kêu chồng chị đau lắm. Chị quốc lên. Lấy cái đó, trừ một. Trừ một. Qua thăm thứ. Qua thăm thứ hả? Đây, cô thích vào, cô xích vào đây, đấy. Cô xích sát vào đây. Tôi chỉ cần tôi lấy cái hình thôi, tôi chỉ lót cái mặt vào thôi. Đấy, cái này. Hey! Say say đến thế, cứ vô tư cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắt tâm mang theo si mê. Những khi quay lên mình mất thất mong. Yêu là gì mà làm người người điên điên say say đến thế, cứ vô tư cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắt tâm mang theo si mê. Những khi chia ly quay mất thất mong. Yêu là gì nhơ, không ai trả lời được. Ờ. Không yêu thì khổ mà, cái gì không yêu thì lỗ mà yêu thì khổ. Bây giờ muốn lỗ hay muốn khổ? Thôi thì lỗ xíu cũng không sao đâu. Linh ơi, ai kêu Linh đó có Linh này, ai kêu Linh đó có mặt ứng Linh đây. Ờ, để xem bài gì sôi động máu máu giật tấp móc mắt. Sống trong cuộc đời. Yeah. Nhân viên mới à, em tên gì vậy ạ? Em tên là Vân Anh nhé mọi người. Bài gì cả nhà ơi? Bài gì đấy? Sao con mắc cười, con mắc cười hả mọi người? Không sao, mọi người cười là được rồi, mọi người vui là được rồi. Cả nhà mình thích nghe nhạc gì, cả nhà yêu cầu nhiệt tình hơn nữa cho mấy chị em có thể nhìn thấy và có thể hát cho tất cả quý vị mình ha. Trời ơi là trời, chị Băng ơi. Nay chị Băng hơi bị tăng động xíu, mọi người thông cảm nha mọi người. Hình như đứng là vậy đó. Dạ, lên đòi mới ngồi luôn rồi nào. Mệt chết luôn trời. Mệt chết chứ bà Băng này cũng trời. Chị mà ghê đấy, em đụng không, em đừng không. Chị cứ ngồi đi, chị cứ ngồi đi, sắp hết giờ. Em đã có thuyền cô đơn tụi em hát rồi. Hát một bài nhạc rap đi hả? Ừ, đúng rồi đấy. Dạ. Bài rap mà có cái bài là nhà anh ở đâu mà nhạc ván rượu không mà sao nói chuyện về anh em say thế á. Bài người âm phủ, người âm phủ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bà dẫn còn chưa ngủ. Rồi, ghê, ghê. Bấm lẹ đi. Ô nào. Vợ em muốn em đừng rác con phố đã lên đèn. Bữa nay bà đồ mặc đồ rách rồi mọi người khoe eo rồi em bực mình nè. Hồi em lấy chỉ mai lại. Chính em muốn nhắc nhẹ mọi người là em ở nhà em bị vợ em gì đó cho ăn bận đồ rách vậy đó các anh chị. Biết thứ ba cái remix hả? Thứ ba remix đúng không? Nãy hả? Biết chậm ý. À biết chậm thứ hai hoặc thứ hai hoặc thứ nhất. Chịu xấu rồi biết đầu tiên nhưng mà chịu xấu rồi. Bà xuống phố nhưng còn cái đầu nó bể hộp số. Dò đi ạ. Đúng rồi. Chị chờ chụp cho. Anh không nhà ở đâu. Yeah. Ông bé ơi. Ủa chị thở đã hả? Ủa hết rồi hả? Nếu kì vậy. Ủa sao ngắn vậy? Cái bản này chậm ý, hát nó sẽ hay hơn. Bà giờ em còn chưa ngủ. Anh nhà ở đâu thế? Ông bé ơi. Em nhìn thấy ghê quá. Bài này nó giống như bài gì? Hà Nội ta. Hà Nội và dịnh gió gì đó. Nguyễn Nguyên nè, Nguyễn Nguyên. Dạ, bài gì đây? Sẽ còn chưa ngủ. Đưa về em biết như thế cho đường. Đường vắng à? Hả? Đạn đường vắng. Ui, như cái mánh hả? Mọi người ai biết địa chỉ bài này trả bao giờ vậy mấy? Chị Yến có thể tắt vang cho em nói đôi lời với tất cả quý vị của chú anh chị mình đang xem live được không ạ? Dạ. À, dạ vâng, và lời nói lần thứ N thì cho phép là bé Linh và thay lời tất cả mấy chị và cả công ty nhà em gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị mình đã trong suốt một năm vừa qua và nhiều năm vừa qua đã luôn ủng hộ và luôn đồng hành trong gia đình của Duy Trinh. Và nhiệt tình hơn nữa là các anh chị mình luôn yêu thương chị em Yến Linh rất là nhiệt tình. Và Tết năm nay và chị em Yến Linh gắn bó với công ty cũng đã được hơn 4 năm rồi các anh chị, 4 cái Tết rồi. Và ngày hôm nay là ngày lễ, ngày không phải là lễ mà là tất niên của công ty. Đó, cho nên là
ngày cuối cùng của năm mà mấy chị em sẽ hát trên live như thế này, cho nên là tụi em sẽ gộp lại hát chung cho nó vui. Thì được các anh chị mình rất là hưởng ứng và cổ vũ rất là nhiệt tình luôn. Cảm ơn tất cả quý vị mình rất là nhiều và gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả quý vị. Một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều bình an, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Và tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ xíu, nhỏ giọt như cà phê phin nha các anh chị ơi. Dạ. Tiền ra rỉ rỉ. Tiền ra rỉ rỉ. Tiền vô mà vô như nước vậy đó các anh chị. Tiền ra thì chỉ ra rỉ rỉ thôi ha. Dạ xin cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều. Và đừng quên anh chị nào mình còn yêu thương bốn chị em thì mình hãy yêu thương cho trọn vẹn luôn nha các anh chị ơi. Đừng có bỏ mấy chị em mà mấy chị em rất là tội nghiệp luôn. Chỉ muốn lên đây là hát được phụ cho các anh chị cô chú thôi. Còn nhiều sơ sót thì mong các anh chị cô chú mình bỏ qua ạ. Sao rồi em? Nói đi. Sao ạ? Chúng ta nên kết thúc live đi hả? Đúng rồi, em thấy ở dưới kia nó dập mấy em chịu không nổi. Ở dưới kia đồ ăn không biết tới chưa mà thấy mít đồ dập thùng thùng rồi, đã đói quá rồi mọi người ơi. Chị em Miếng Linh chưa ăn được cái gì hết. Giờ này vẫn chưa được ăn gì. Em chưa ăn gì, em rất là đói luôn. Đó, bây giờ là thôi là sau đây thì Vân Anh sẽ có một lời chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi live ở kênh của DC Beauty của anh Duy Trinh. Vân Anh thì không phải là ca sĩ nhưng mà rất là vui khi được góp mặt ở đây hai buổi live hôm nay cùng các bạn. Ở ngoài thì Linh với Yến và chị Sa Băng hát rất là hay và rất là xinh và dễ thương mọi người ạ. Mình thì mình không phải là ca sĩ nhưng mà mình lên đây để góp vui cùng mọi người thôi. Không phải ca sĩ, tặng hát cho mọi người những cái ca khúc và những cái lời hát của mình bằng những cái tâm tấm lòng của mình để mình gửi tặng đến mọi người. Nếu như mà nó có sự sơ suất hay không hay thì rất là mong tất cả quý vị khán giả sẽ bỏ qua cho Vân Anh. Và Vân Anh sẽ cố gắng để cải thiện bản thân mình hơn mỗi ngày để sau này sẽ đem đến những cái ca khúc, những cái nhạc điệu vui nhất, hay nhất, hoàn thiện nhất đến cho tất cả mọi người ạ. Cảm ơn mọi người nhiều. Chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng và sẽ trôi qua cái năm cũ này qua đi thì năm mới, chào đón một năm mới đến thật là rực rỡ ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ DC Beauty suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người. Biết là năm nay nhiều khó khăn cho nên là làm không có dư dả được bao nhiêu nên mình cũng không tính toán cái đó, mà mình chỉ cần quan trọng là gia đình còn đủ thành viên, những người còn yêu thương mình còn vẫn còn đang tồn tại ở đây là vui lắm rồi ha. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã yêu thương và chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua và cũng như là thời gian tới. Nhân dịp năm mới thì Sa Băng cũng thay mặt cho bốn chị em chúc cho các anh chị năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, sức khỏe dồi dào nha. Và bây giờ thì cho phép bốn chị em xin chào các anh chị nè. Bye bye. Chào tất cả mọi người.